Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình phần khai báo xuất cước cho tổng đài. Đầu tiên, để khai báo phần này các bạn vào mục 10-20 để khai báo 20. Đây, các bạn khai báo cái bọt để cho nó xuất ra. Ở đây thì các bạn có thể khai bất kỳ bọt nào. Nhưng lưu ý là phải trùng với bọt của phần mềm xuất cước. Apply. Tiếp theo các bạn vào mục 3501. SMDR option. Ở đây các bạn khai bọt để tổng đài của xứ ra mặc định của bọt tổng đài SL1000 là bọt LAN, cho nên là ở đây nó sẽ default luôn cho bạn. Các bạn vào mục 3502. Đây là những cái option để các bạn có thể tùy chỉnh cho nó phù hợp với phần mềm xuất cước của mình. Ở đây thì mỗi phần mềm nó có sẽ tùy chỉnh khác nhau. Ví dụ như con ID thì ngày tháng này thì các bạn có thể nghiên cứu. Tiếp theo các bạn vào mục 8005. Ở đây cái này cũng rất quan trọng, thì chỉnh cái data format về cái ngày tháng theo chuẩn tổng đa của cái phần mềm xuất cước. Ở đây mặc định của nó là day month year, thì các bạn có thể chỉnh lại may day month day year theo cái phần mềm xuất cước, tùy vào cái mỗi cái phần mềm xuất cước mà bạn ấy đang điều chỉnh ở đây. Sau đó các bạn apply upload lên tổng đài. Như vậy là các bạn đã lập trình được khai báo xuất cước cho tổng đài. Còn những cái phần xuất cước tùy chỉnh khác thì các bạn có thể nghiên cứu trên phần mềm. Xin cảm ơn các bạn.